cộng đấy. Đây này, cái Rồi à. cô Lê Hoài Anh này này, mới đầu đả tích tiêm vaccine Trung Quốc này, rồi là chết tai nạn giao thông còn hơn mà cứ làm kiểu như là đại loại làm ầm ĩ nên dịch Covid kiểu như là trò đùa ấy. Rồi bây giờ À, cô trước ta trả lời cái bên cát này chút xíu thôi. Cái tình hình mà Bình Dương thì mình có cũng có nắm sơ là trả lời nói với bên cát hiểu là có cái vụ mà gọi là kích động ở một cái khu cách ly của công nhân đó, thì vừa rồi đêm vừa rồi thời sự đã có đưa tin là nói chung là cũng chính quyền ở đó còn thiếu sâu sát, thật sự là nói là thiếu sâu sát, cho nên là hôm nay đã có cái quyết định là con kiểm hố điểm mà cái chủ tịch thị xã Tân Uyên và thay đổi cái vị đứng đầu cái ngành y tế của thị xã Tân Uyên đó, là giám đốc trung tâm y tế đó, đã để xảy ra những cái sự việc gọi là ngoại lấy lại đi, mấy cái ly này đáng không tiếc, được, mà mấy nó cái cũng ly là con một đang uống cái đỡ sự con việc đang uống nhỏ thôi, luôn. chứ nó không có gọi là cái gì ghê gớm lắm, tại vì chúng ta cả cái miền Nam này đang chống dịch thì đâu đó vẫn có xảy ra những cái gọi là thiếu sót, những cái chưa sâu sát và chúng ta đã xử lý kịp thời, cho nên là cái việc này chúng ta cũng không quan tâm lắm, không đáng gọi là phải 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 cái gì ghê gớm lắm, chỉ có cái tội xuyên tạc bị đặt vì nó chỉ chờ vậy thôi, chỉ chờ có những cái này để bắt đầu nó nhảy vô nó cắn xé Đương nhiên rồi năm bản chất ông của nói tụi thế nó mà. thì cũng đúng rồi, tại vì trước Ok. hết là phải trách là chúng ta chưa sâu sát thì nó có một số bộ phận, nhưng khẳng định là ở cái khu vực Bình Dương và một cái khu vực một số như cái công ty Bon Chen trước mà xảy ra những cái là đều có những cái thành phần nó kích động. Thế cho nên là chúng ta mà không sâu sát thì chúng có cái cớ để chúng kích động, mà khi mà có cái cớ kích động rồi mà nếu chúng ta đi sâu đi sát thì những người khác người ta không nghe. Thế nhưng mà khi mà không sâu sát đó thì họ thấy là bị bỏ bê thì hay là không nghiêm túc thì họ sẽ những cái người ta không liên quan chính trị nhưng mà thấy cái thằng kia nó làm thì họ cũng thiếu hiểu biết thì họ làm theo. Đương nhiên là phải có những cái người dẫn dắt. Thế nhưng mà cũng là do chúng ta là chưa sâu sát. Đương nhiên ở Bình Dương với thành phố Hồ Chí Minh thì không thể thiếu được những cái thành phần nó luôn luôn tìm cái cơ hội. Chúng ta biết đấy, cái biểu tình chống tàu Đó là thì cái cơ nó hội. chỉ xảy ra ở cái khu Bình Dương với cả Sài Gòn thì nó dẫn đến những cái chuyện nó đáng tiếc. Rồi sau này thì có đến Bình Thuận. Chứ còn thật ra ở ngoài Bắc á, thì gần như là những cái tỉnh nào có dịch cũng đều có bộ đội có công an cả, nhưng mà chúng không bao giờ dám kích động ở cái phía Bắc này về quân đội về công an cả, nói thật. Tại vì cái tinh thần của người ngoài Bắc này Tôi cách mạng mà. mà thật nói mình không phải phân biệt vùng miền nhưng mà họ họ quan tâm đến chính Rồi. trị. Thực sự Không, là nhưng quan mà tâm đến ví dụ nói về truyền chính thống thì trị. cũng Ngoài phải này có nói con truyền thống, cua. thì ở vô Củ Chi với hoặc là Bình Thuận một số nơi thì đừng có nói mở mồm ra nói một tiếng là chửi, em nói thiệt luôn, ví dụ vậy, Nước có một số cua nơi nhà là nào cũng bà mẹ Việt Nam anh hùng mấy cả cố liệt nhà sĩ chúng đấy thì mà đó, xuống tàu. kể cả Bình Thuận luôn cũng vậy, có một số cái khu vực chứ ví dụ như Đồng Nai của em á, dọc cái quốc lộ lộ một á, thì muốn chửi gì cũng mặt sát chửi đưa, thậm chí ra còn vỗ tay khen hay á, ví dụ vậy đó, nói chung là tùy nơi thôi, thì ví dụ Bến Tre cũng có đầu quê hương của Đồng Khởi này kia, nó cũng đều có Nhưng mà truyền thống hết cả. Đồng Nai của thân vừa rồi có một vị lãnh đạo về đấy là cũng chỉnh đốn giang hồ rồi là này kia, thấy Vũ ông ấy được Hồng Văn ông làm đấy ổn đấy, đấy. Tây Văn làm Chứ trước tốt. ở Đồng Nai nhất là cái khu từ giải Biên Hòa xuống ấy chỗ nào cũng kiểu như là họ dân đấm ngực họ ngông lắm Rồi đó chứ em không bảo phải là ấy kê đâu. đó mà. Đồng Ờ, Đồng trước Nai tại thì vì nói thế này cái này, vấn đề rất mình không phải là mình nhắm mắt nói mò, mà trước anh đã ở cầu Sập Hố Lai hai ấy, ở đấy 25 cho nên là anh biết cái dân ở đấy, dân đường tàu ấy sợ lắm, hồi, mà thế đấy là hồi toàn đó anh không bà gặp ấy em chứ. rồi, thế là anh không gặp em, mới gặp em hồi đó có khi em lại đập anh rồi. Bị Bị chém chú chém em anh có rồi chém mà ở cầu Sập đi phải vào ấy, chỗ chung cư Đại Nghĩa ấy. Đại Nghĩa hay Gia Nghĩa nhỉ? Đại Nghĩa. không, thôi nói Đại chung Nghĩa, là Đại có Nghĩa. cái vụ vào vùng miền thì cũng không phân biệt rồi, nói chung là rõ ràng em thì danh gốc Hà Tĩnh,
Không, mà vào ở Đồng Nai hiện bây giờ em đang ở tới An Giang, nhưng mà đối với em á, tiếp xúc bất cứ từ người Bắc tới Nam đó, đều đều rất là hợp với người ta. Nhưng mà cái thứ nhất là cách nói chuyện, cái thứ hai nó tính của em chả bao giờ mà muốn lợi dụng bất cứ một ai một cái vấn đề gì, là cứ sống sao cho thoải mái, biết người biết ta thôi, chứ còn lại mà ngày kia thì nó không ấy. Mà đương nhiên là cái lối sống, cái quan điểm nó hơi khác, nhưng mà miễn sao không có mâu thuẫn là đều được. Đương nhiên ở trong đây thì rất là dễ dàng hơn rồi. Ví dụ như em nói đơn giản thôi, ở ngoài quê là không có cái nhà máy xí nghiệp nhiều, nhưng mà ở đây anh đi làm công nhân không, anh cũng sống tàn tàn rồi, hàng tháng có mấy triệu tiền lương đó để chia sẻ ra sống sao trong tháng cho phù hợp là được. Ví dụ Cảm như ơn anh nếu mà nha. siêng năng thì tích lũy lại, còn không ăn chơi thì bao nhiêu tiền nó cũng thiếu, đương nhiên là không thể. Cảm ơn Hoàng Rồi Minh Cát. cứ ăn chơi rồi hết tiền lại quay qua chửi đảng nhà nước, thì đó là thành phần tào lao, không thể nào chấp nhận được rồi đó. Mà ở đây em thấy cái đợt dịch này, em thấy một cái trường hợp cụ thể nhất là Lê Minh Thể nha. Hồi trước là chuyên môn lên các cái diễn đàn hải ngoại mà chửi bới, nhưng mà kỳ này á, hắn một ngày giao được cho mấy trăm cái thịt heo á, cho dân ở khu vực Cần Thơ á. Cho nên là từ đó giờ hắn không có chửi nữa, là Quá hắn ăn lo rồi. lo giao thịt thôi. Mà thật sự luôn, trong cái giai đoạn này Lê Minh Thể kiếm tiền là hơi bị ngon luôn, là bắt đầu giờ Lên không có chửi nữa đó. Thì cái phố nào mà đó đang là người ta không mua, người ta lém thịt vào mặt chết dở. không, vẫn buôn bán được anh, tại dân anh giờ thân cũng ổn lắm. anh thân có nghĩ cái đó là vật chất quyết định ý thức không anh? Vật thì chất quyết định ý đó thức á. thì đó bởi vậy mà có công ăn việc làm, anh phải chịu làm. Khi mà làm có tiền ra rồi tự nhiên sẽ thấy không có gì là không công bằng cả, không có gì là không tự do. Nhưng mà không cứ cứ tiền ăn chơi không có, rồi hết vay mượn chỗ này tới chỗ kia là tự nhiên là nó bất công nhiều lắm, tự nhiên là có cái để chửi thôi. Nó khổ là khổ như vậy. Chứ Thế còn mà giờ giờ lo làm ăn đâu thì còn lo chửi đâu. cái vấn đề về cái việc mà quân đội vào thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta thống nhất, thế và chốt lại đây, chuyển sang một chủ đề mới đi hả? Dạ, Về vấn đề ok. vaccine hay là ý thức của những người mà trước đây, như cái trường hợp này trước đây đã chê vaccine tàu rồi là ấy, mà bây giờ bị bệnh thì nghe có vẻ quá ân hận. Thì còn 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 tiếc là giá như có khi tiêm thuốc tàu thì có khi còn không, bây giờ không bị dính Cái trường hợp này em cũng có đọc qua và em cũng có cái còm là em nói nếu mà thật sự ăn năn hối lỗi thì cũng tốt là nên cho người ta một cơ hội nữa. Chứ còn các cái còm trước của cái người này mà viết lên thì không thể chấp nhận được. Nhưng mà khi mà bị dính Covid rồi, đứng giữa cái lằn tanh giữa sự sống và cái chết rồi, được các bác sĩ y tá tận tình cứu chữa kéo cái mạng trở về rồi, thì bắt đầu là tuyên bố là từ bỏ những cái suy nghĩ trước đây và sẽ cố gắng là giúp đỡ mọi người để nói không chung có phụ lòng. là cái bài của em này thì em ấy cũng dám dũng cảm. Đáng lẽ như những đứa mà nó đã nói xấu, nói kích động, nói sai á, thường thường nó bị là nó im lặng. Nhưng đứa này mình cảm thấy là nó có một cái chân thành, nó xin lỗi và xin phép không tham gia các cuộc tranh luận về vaccine cũng như là kiến thức của nó hạn hẹp. Mình cảm thấy nó là thành tâm. Như những đứa khác mà nó chống đối á, là nó bị là nó âm thầm, nó không để cho ai biết, đúng không ạ? Nó có chữa chữa là chữa thôi, chứ Chữa còn xong là im, cái nó ý ý im là chữa xong là im luôn á, để im luôn cho anh, anh nói cái vậy lời á. kích động của nó vẫn còn giá trị, đúng không ạ? Nhưng mà Chứ nó dám dũng cảm như này là cũng là một cái tấm gương để cho nói chung rất là là nhiều những người người như đã vậy chống đó, đối thì cũng phải suy nghĩ lại. những người như vậy mình sẽ dang rộng vòng tay, mình trân trọng. Nói chung là họ dám dám nhận cái sai và họ hứa thay đổi. Cái Mình đó thì mình đánh giá là cao cái bài viết của bạn này. Nếu mà cái bạn ấy dám dũng cảm, bạn viết sai sửa thế này, thì cái tiếng nói, cái bài viết của bạn ấy giá trị hơn là anh em chúng mình nói nhiều. Tại vì anh em mình nói thì chúng nó ở bưng vô, đúng không nào? Mà dạ đúng chính rồi, những người chính phản xác đối, người ta quay rồi. lại người ta nói cái người thì đạt được cái hiệu cái người quả trong tuyên truyền cuộc nó cao hơn. cái người trong cuộc luôn luôn họ họ luôn luôn đem lại cái niềm tin hơn. Họ từng từng sống, từng nói như vậy và họ từng đối diện với cái chết, và bây giờ họ họ họ, họ thay đổi thì thật sự là mình mong có rất nhiều ở Việt Nam mà có thêm nhiều những cái người như vậy để thấy rằng chúng ta sống ở một chế độ đáng sống, Tại sao ta như sống ở một chế độ đáng sống như như thay vì như chào Phan Bảo, bà Hằng bà nói, bảo là cái những cái đứa mà nói bảo là oxy cái sao lại đông bằng lít đi, mà
khấn trời khấn vật cho đứa nào mà nó bị mà lúc ấy nó thở bằng oxy nó biết quý trọng oxy là đúng, thì lúc Nên ấy là nó mới nói về cái vấn đề này thì anh Lan Hoàng nên đi về cái lịch sử phía trước của cái nhân vật đó một chút xíu. Em nói thiệt, những cái bài mà viết từ trước đó, đọc là không thể chấp nhận được luôn. Sặc cái mùi kích động chia rẽ và xuyên tạc. thì đương nhiên rồi. Nhưng mà mình đang đang bàn ở cái bài viết này thôi, chứ cái nhân vật này mình cũng không tìm hiểu. Nhưng đại loại là cái vấn đề là nó đã thì ở ngay ở cái bài viết này Yến Nhi cũng đưa lên mấy cái tút trước của nó, nói về vaccine rồi nói về người chết tai nạn giao thông còn còn nhiều hơn cả chết đấy mà cứ phải xoắn lên gì nữa Thì đó, đây thì để từ chỗ đó mới thấy được là mình cứ tin vào những cái luận điệu là xuyên tạc của những cái thành phần khác, nó kích động là cái nó nguy hại tới đây. mức nào đấy. Cái ngày 2 tháng 7 nó viết này, mỗi ngày nước ta có bình quân có 35 đến 40 người chết, à mỗi mỗi ngày nước ta bình quân có 35 đến 40 người chết vì tai nạn giao thông, mỗi tháng bình quân có 1.000 ca chết vì dạng tai nạn này, tức bằng nổ 4 máy bay đầy người một tháng. Thế mà chẳng ai nói gì, coi như đó là điều tất yếu tự nhiên, trong khi đó hai năm bị dịch Covid-19 số người chết mới chỉ vỏn vẹn có vài chục người, ít hơn số người trong 2 ngày chết vì tai nạn giao thông, thế mà ầm ĩ lên. Thì mình phải nói này này, nó viết cái lúc này mà nó là nó xóa bỏ cái công chống dịch tốt của chính phủ và nhân dân ta trong 2 năm thì nó mới có chục mấy chục ca, chứ chúng ta mà chống dịch không tốt thì như những cái nước Mỹ với cả Italia với Ấn Độ thì liệu nó có viết được những cái lời này không? Đây là nó muốn xóa bỏ cái việc mà nó không phủ nhận cái việc nhà nước chúng ta chống Đó. dịch Thì cái tốt tốt như này, đây này. cái tốt mà nó hối hận á, thì em không nói, em ghi nhận cái sự hối hận đó của con bé này. Nhưng mà cái tốt đó thì anh đọc và em thấy thấy cái sự Cái khốn này nạn thì của nó xuyên nó tạc 100% này thân này, cái quận 12 này không có cái chuyện tiêm ở cộng đồng, không? là chỉ tiêm trong bệnh viện mà không có người bỏ về như nó nói, tại vì trên báo Đúng cũng bác rồi. bỏ cái tin quận 12 rồi. Duy nhất chỉ có ở Huyền Trân Công Chúa ấy, là có cái ông nói thì vài người ra về nhưng mọi người thì đa số cũng vẫn ở lại. Thì đó thì cái ngay cái tút mà hồi nãy anh vừa đọc đó là anh thấy được cái sự khốn nạn của nó đã nói là một tháng là khoảng gọi 1.000 người, nhưng ở đây nó còn thêm một cái nữa là tương đương với mấy cái máy bay nổ. Anh thấy khốn nạn không? Thay vì nó đã thống kê là trung bình một ngày 30 đến 40 người chết vì tai nạn giao thông, và một tức là tương đương một tháng là khoảng 1.000 người, và nó còn thêm cái khúc là tương đương với mấy cái máy bay nổ nữa, thì anh thấy là cái độ nó coi cái mạng người như thế nào không? Thấy không? Nên đã thống kê đầy đủ như thế, rõ ràng như thế rồi, xong rồi còn đem so sánh với những cái mà không có nữa, tức là nó nghĩ là bao nhiêu cái máy bay rơi thì bằng với cái số đó rồi đó. Nên những cái chưa có không có mà nó lại đem ra, nó đem so sánh với một cái thực tế mà nó cho là có thật, thế là chứng tỏ là nó rất là khốn nạn ở chỗ nó rất là đẻo Thật ra thì thiệt. cái chủ đề tai nạn giao thông người ta nhắc hàng ngày chứ không phải là không nhắc, nhưng mà cái vấn đề giao thông nó là cái chủ đề muôn thuở, không thể nào mà giải quyết dứt điểm được. Ngay cả những nước tiên tiến như Mỹ, chết tai nạn giao thông nó còn gấp cả chục lần Việt Nam. Đúng rồi, chính xác luôn. Nên ở các nước khác cũng vậy đó, đó cái chuyện nói chuyện đó là bất khả kháng rồi, không có thể nào mà ấy được, những cái tình huống không thể Đơn nào cử xử lý mình là tai nạn giao thông nhá, mình nói cái tai nạn giao thông đơn cử như là cái năm 2018 thì phải, nhà nước ra cái quốc hội họp là ra cái việc mà có ai mở hai điện thoại, không phải em đâu. ra cái chỉ thị là xe chỉ được phép đi chính chủ, thậm chí xe đi mượn mà không có lý do, không giải trình người mượn là cũng bị phạt đấy. Thì một số cái bọn chủ đem đốt xe nó ba mà biết thì sao mà biết xong có, thì chúng ta nói là những cái xe kể cả là có thấy tờ bán tay mà không tìm được chủ thì cứ đăng ký nộp thuế là cũng vẫn vào được, nhưng mà mấy ông đi cái xe kiểu như toàn xe ăn cắp ăn trộm mới xong bắt đầu mang ra đốt, xong rồi kích động lên là ra cái chính sách mà dân thì còn nghèo bắt mua xe mới để chính chủ đấy. Không thì đó như thấy là anh thấy là tác hại của cái mấy cái vụ tin giả và nghe theo những cái luận điệu xuyên tạc, tới khi mà
nằm giữa cái lằn ranh sống chết á, khi được cứu chữa tận tình và bằng cái tình yêu thương đùm bọc của đồng bào, thì lúc đó mới là cảm thấy quý giá cái mạng sống của mình, và cảm thấy những cái lời lẽ của mình trước đây á, là nó hoàn toàn bịa đặt, nó là gây tác hại không những cho bản thân mình mà còn cho cả người khác. Thì anh cứ nói dối riết á, thì anh cũng nghĩ y như anh nói lừa người ta thôi, anh đi lừa người ta riết á, anh tưởng những cái lời nói của anh đó là thật, thì nên mà bản thân anh cũng mày đặt bài trừ này kia, cũng chê bai lên chê bai xuống, đến khi nằm giữa cái sự sống chết rồi thì lúc đó là bắt đầu mới cảm thấy là hối hận. Thì cái việc hối hận này thì em cũng rất là hoan nghênh thôi, nhưng mà mỗi người mà hiểu ra được như vậy á, thì đó là một cái cái tốt đẹp cho xã hội, càng nhiều người như thế nữa càng tốt. Như đồng ý là chúng ta giận thì rất là giận thiệt, và những cái cò cái bài viết trước á, là chống đối một cách là trắng trợn như vậy thì anh em ai cũng nóng, nhưng mà gặp khi người ta ở cái hoàn cảnh đó, mà đặc biệt là những người bác sĩ, người ta đâu có phân biệt thành phần nào là dân chủ cuội đâu, thành phần nào là chống đối nhà nước đâu, là cứ mạng người là họ cứu thôi, thì cứu sống được như vậy thì cũng là tạo cho em nó một cái cơ hội làm lại con người, có những cái nhìn nhận tích cực về cái xã hội. Dẫu đâu đó thì còn có chuyện này chuyện khác, nhưng mà cơ bản là cái xã hội của chúng ta là rất là nhân đạo rồi, rất là đầy đầy áp cái tình người rồi. Em thì có nghĩ là chắc cái tụi đồng bọn thế nào nó cũng dán nít lên, nó nói là con này đã bị cộng sản mua chuộc. Em nghi cái giả thuyết này cao lắm. Nhưng mà cũng thấy là mà nó đã viết cái bài ca khúc này á, thì chắc chắn là những cái bài kia nó sẽ viết thôi, ta có tìm không thấy dấu vết của nó đâu. Em thì không, em khi đã thay đổi rồi thì gỡ, thì chắc là tránh sẽ gỡ, nếu mà thay đổi thật sự là sẽ gỡ chứ không để. Nói chung là vẫn em nghĩ là vẫn còn một chút lương tri của con người, cái sự trung thực của con người, em nghĩ là cái cũng còn đáng sống, còn có giá trị để sống. Cái sống, cái ranh giới giữa cái sống và cái chết nó thay đổi con người ta, chứ cái loại này mà bị công an bắt hay là kia nó còn na hơn cả là bò giống, càng bắt nó càng na, càng xử lý nó càng na.